Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền bề ngang 45 nha. Lộn. Diện tích bề ngang 45 thì lộ trước nhà là lộ 12 m. Thì đây là con lộ rất là rộng luôn. Lộ thì 7 m. Thì lề thì mỗi bên 2 m rưỡi. Thì nó nằm từ cái cặp gốc luôn nha. Đây, nằm từ dưới đây qua tới bên đây, như chỗ này nha, đó là 4 mét, dài 15 mét, tổng diện tích là 62 mét. Thì quay về hướng bắc nha. Đây thì cặp đường Võ Nguyên Giáp luôn, cách đường Võ Nguyên Giáp một con lộ đó, đây bên đó. Thì sau lưng gia ga 68 luôn nè, đó sau lưng gia ga sửa ô tô. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu một cái nền quay về hướng bắc thì đây là một cái nền khá là lý tưởng luôn. Nhà cửa bắt đầu đông đúc rồi, thấy không đó, khu vực này giờ đó, nhà thì một trệt 3-4 lầu luôn, cũng có luôn, dài vô trong nhà rất nhiều luôn nha, đó dài trong nhà nhiều luôn. Thì đây là bắt đầu có nhà. Thì cái nền này thì nó không vướng gì hết á. Đây là cái cây trụ gánh đây, cái chỗ này luôn, cây sải này luôn, bên đó nhà cái nền thì sát bên gốc luôn nha, cặp với nền gốc. Giá bán thì 2 tỷ lẻ 5 2 tỷ lẻ 50 triệu là sẽ sở hữu một cái nền 62 mét vuông, diện tích 45, khá là lý tưởng. Lề thì 2 mét rưỡi, lộ thì 7 mét, khá là lý tưởng luôn. Cặp với ngã ba, thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề hết luôn nha, gần dưới gia ga xe luôn nè. Dài dưới trong thì nhà cửa rất là còn nhiều luôn đó. Đây thì hiện thời chỉ có mấy cái đối diện mình thì rất là nhiều nè, thấy không. Thì quay về hướng bắc thì ra đường Võ Nguyên Giáp đâu đó tầm khoảng chừng 200 mét là chúng ta tới đường Võ Nguyên Giáp nha. Nhìn ra thì sát bên nhưng mà phải đi vòng nha. Đó, nhà cửa ở đây thì dãy đây nhà rất là đông luôn. Này của khu khu dân cư Phú An, thì phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Về tới trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng chừng 7 cây số là chúng ta sẽ về tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì bán kính trong vòng 500 m là chúng ta sẽ đầy đủ tiện ích, bệnh viện Hoàng Mỹ nha. Rồi các hãng xe lớn cũng gần đây, ở đây rất là tiềm năng phát triển luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi vị trí nền ha. Thì đây có cái nền mẫu người ta phát cỏ sẵn luôn nè, nó vô tới trong đó vậy đó. Từ bên đây qua bên đây thì nó có nền mẫu nè, này cũng như là cho coi mẫu cá nha, đó trống vậy đó, không 62 mét vuông, sở hữu một cái nền khá là lý tưởng luôn. Ô tô đậu thoải mái trong nền ha, chỗ cửa nền nhà được dài vô trong, nó cắt nhà dài ra, thấy không đó, cắt dài dài ra bắt đầu đông vui đó, đó cắt dài ra. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi vị trí nền, khi gửi mua bán trực tiếp với chủ ha. Giá chỉ có 2 tỷ 50 triệu là sở hữu ngay một cái nền khá là lý tưởng luôn. Bề ngang 45 60-62 mét thổ cư. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Quay đường giáp vô luôn. Đây là cái đường ra đường Võ Nguyên Giáp luôn nha. Đó, đường đi nè. Cách con đường chính nó chỉ tầm khoảng 100 mét thôi. Đó, tới bản dân cư Phú An, dân cư 586 rồi luôn ha. Khá là lý tưởng cho quý của chính chị mình sở hữu luôn. Đây là con đường Võ Nguyên Giáp, đèn xanh đèn đỏ luôn ha. Bệnh viện Hoàng Mỹ thì nó nằm kế bên đây. Đó. Chỉ 500-600 mét là chúng ta sẽ tới đầy đủ tiện ích luôn. Chợ búa, bệnh viện, trường học đầy đủ.
Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video sau.